Ủy nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết tính từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 cho đến trưa ngày 25 tháng 7, chính quyền sở tại đã xử phạt 62 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Tổng số tiền phạt là 153 triệu đồng. Cụ thể một số mức phạt như sau: người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc ra ngoài khi không cần thiết, phạt tiền tối đa là 3 triệu đồng. Người nào che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh sẽ bị phạt tiền tối đa là 20 triệu đồng. Ai trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên. Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền COVID-19 cho người khác sẽ bị xử lý theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh, mức phạt tối đa là 12 năm tù. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, xuyên tạc về tình hình COVID-19 có thể sẽ bị phạt tiền tối đa là 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo điều 288 Bộ luật hình sự, mức phạt tù tối đa là 7 năm tù hoặc phạt tiền tối đa là 200 triệu đồng.